Ở thế giới Tây Phương cực lạ Trong mỗi loại bảo Đương nhiên đầy đủ diệu đức Của tất cả các bảo khác Quay đầu nhìn lại thế giới này của chúng ta Thế giới này của chúng ta có như vậy chăng Đúng, hoàn toàn chính xác Không ngoại lệ Một sợi lông, một hạt bụi Trong thế giới này của chúng ta Mau là sợi lông trên thân Đây là ví dụ vật nhỏ nhất trong chặn bạo Trần là di trần Vật nhỏ nhất trong y bạo Nhất Mao nhất trần này Có đầy đủ diệu đức Của tất cả dạng pháp trong biến pháp giới hư không giới chăng Đầy đủ vì sao chúng ta không biết thực tế chúng ta đã bị mê thất tự tánh không phải nó không có nó có nó có nhưng không khởi tác dụng không khởi tác dụng chỉ là tạm thời khi mê nó không khởi tác dụng nhưng giác ngộ sẽ khởi tác dụng chư phật bồ tát đã giác ngộ nên nó khởi tác dụng nó khởi tác dụng thì như ở đây Đức Thế Tôn giới thiệu về thế giới cực lạc vậy Không có gì sai khác Đức Phật dạy trú tâm nhất sự vô sự bất biện Ngài lại nói cảnh tùy tâm chuyển Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Muôn sự muôn vật trong vũ trụ Lớn như vũ trụ Phật Pháp gọi là Pháp giới Nhỏ thì như trần Nó là nhất thể Mọi thứ đều viên mãn đầy đủ tất cả đức Mọi thứ đều viên mãn đầy đủ tất cả diệu Cảnh giới này trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn Giải thoát là đại tự tại Ai chứng được? Bồ Tát Phổ Hiền chứng được Phẩm cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm Phiên dịch vào niên đại trinh nguyên Chúng ta gọi là tứ thập hoa nghiêm 40 quyển hoa nghiêm Là phẩm cuối cùng của kinh hoa nghiêm Tựa đề của phẩm này là Nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm Phổ hiền Bồ Tát hạnh nguyện là năng nhập Cảnh giới bất tư nghị là sở nhập Như vậy ở đây chúng ta đã hiểu bốn mươi tám nguyện của phật a di đà là năng nhập năng hiện Thế giới cực lạ không phải cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị Là sở hiện sở nhập Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là nói lượng Chỉ nói mười điều Bốn mươi tám nguyện của Phật A-di-đà là nói tường tận Hai cái này là một không phải hai Phật A-di-đà nói gì tế hơn Tất cả cảnh giới Đều là cảnh giới giải thoát Bất tư nghị Không có ngoại lệ Vấn đề là chúng ta không biết Chúng ta là hạng độn căng chậm chạm Hầu như là bị tê liệt rồi Xem kinh thì không hiểu Xem không hiểu nên không muốn xem Nghe kinh không hiểu nên không muốn nghe nhưng lại thích suy nghĩ này nọ Từ chỗ suy nghĩ bậy bạ này Xem ra thì hình như họ không ngu ngốc Không chậm chạp Đây chính là ngạn ngữ nói Dùng tâm bị sai Chúng ta dùng tâm sai dùng tâm không chánh, dùng tâm lệch lạc dùng tâm tà ngụy lệch lạc nên đi đến nhị thừa lệch lạc đến mười pháp giới nếu dùng tâm tà ngụy thì rất phiền phức dùng tâm tà sẽ đi vào trong tam đồ sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ta thật đáng sợ Đáng sợ hơn cả lệch lạ Như thế nào để dùng tâm cho chẳng Dùng cho viên mãn Dùng cho di diệu đó là cảnh giới chư Phật Bồ Tát nên chư Phật Bồ Tát với phàm phu chúng ta có gì sai biệt tôi nói với chư vị chính là các ngài biết dùng tâm còn chúng ta không biết dùng tâm ngoài điều này ra đích thực tìm không ra điều sai biệt biết dùng tâm thì hiển thị ra cõi thật báo trang nghiêm Điều này trong kinh đã nói như vậy Trong xã hội này Mọi người dùng tâm Không những lệch lạc Mà còn Tà quỷ lết lá ta ngụy đến tổ cùng như vậy quả báo sẽ không tốt